là nhà tao ăn trực rồi lại còn vứt bừa bãi rồi đấy, ai dọn cho mày vậy? Ơi, thế nào tí chị chả hút này. Ơ, mà chị có cái máy hút bụi gì kia? Đây là máy hút bụi nhà bề mà. Không những hút sạch mà còn rẻ nữa. Đấy, chị hút tiếp đi. À? Ayo, gimana?